đó là hảo, trong khi đó chúng ta có ích lợi giữa bản thân của mình rồi, còn coi như là trong khi đó chúng ta còn vừa tu mà lại vừa báo hiếu gia đình của mình nữa, cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không, cho cha mẹ nữa. Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó hen, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn o ghé, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, có phải là ích lợi của người tu theo Phật giáo rồi hay không? Vừa tu coi như là vừa coi như là báo hiếu cha mẹ, ăn ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng chọn thú hùm sẽ thay. Thì từ bản thân mình được ích lợi tu theo Phật giáo hòa hảo, được ích lợi bản thân của mình, và được coi như là báo hiếu cho cha mẹ. Giờ bây giờ còn sớm quyền của mình nữa, cô bác anh em trường đạo hay không? Vừa sớm quyền của mình coi như là khi mình tu được rồi đấy hen, là sớm quyền mình thông lên xã hội của mình, ai cũng được hưởng nhờ hết, phải không? Của đồng đạo gì mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị từ xa xôi mà quý vị cũng thân hành đến nơi đây để chung dự, và lát nữa đây chúng ta sẽ cộng hợp cùng với gia đình để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người qua dạng sẽ được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó là đồng đạo Việt đều có tổ chức long trọng, nhưng mà hôm nay chúng tôi coi như là đến dự nơi đây đó là cái lần đầu tiên, và được gặp gỡ cùng với quý vị đó là cũng là một cái thiện duyên của Phật Pháp. Đức Thầy bảo cho chúng ta biết duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Và đồng đạo Việt hôm nay đó là có một cái tinh thần giác ngộ rất cao, và muốn cho tất cả chư quý vị trở về đây dự diện và thực hiện qua cái chương trình chữ hiếu xuất thế gian, và đồng thời để mà đem cái nguồn giáo pháp của Đức Thầy để mà truyền bá. Thưa chư quý vị, là trên tinh thần truyền bá Phật Pháp là một việc làm cao cả, cũng là một việc làm để đáp ơn Tổ Thầy mà khi Tổ Thầy còn xa vắng, thì hôm nay tất cả chư quý vị trở về đây dự diện và trong thời gian chưa có đến giờ chánh cúng còn ngồi lại để cho chúng ta đem cái giáo lý của Đức Thầy để mà ôn cố, để mà bàn, để mà tìm hiểu, để mà lấy đó làm phương châm mà tấn ích trên con đường tu học của mình. Đức Thầy đã hằng kêu gọi cho chúng ta đó là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Nên người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta ngoan đạo, luôn luôn lúc nào cũng in vào trong trí não của mình một cái lời huấn dạy của Đức Thầy, và khắc vào trong tâm khảm của mình qua cái lời minh huấn của Tổ Thầy yêu kính, để chúng ta hàng ngày phâm phách và cố gắng thực hiện qua cái lời chỉ giáo của Đức Thầy, để nhiên hậu sau này có đủ điều kiện, có đủ nhân duyên và có đủ phước đức mà chúng ta sẽ được gặp Thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội của bác anh em chị đồng đạo. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, trách nhiệm ấy là bảo cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để mà cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn một thôi. Thì chúng tôi cũng tạm vài lời nói đầu để làm một cái gạch nấu thiêng liêng và gửi đến tất cả chư quý vị để mà cùng với chúng tôi cũng như ban tổ chức để mà cùng nhau mà thực hiện qua chương trình trao đổi giao lý. Vậy thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể với cô bác anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó nghe chương trình trao đổi giao lý.
Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại cho tất cả cô bác, anh chị em và chư quý vị cho ý, và chúng tôi cũng xin trả lại cho sứ ngôn và ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý cô bác và hầu hết anh chị em có mặt kính mến, giờ đây đã đến phần đệ tư phương đã đảm trách về phần nghi vấn. Thì tôi xin hỏi cái đề tài đầu tiên là trong phải gì văn tản nha đệ. Trong cái mục tu thân sử kỷ, Đức Thầy cho biết là sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra là một tín đồ chân thành của đạo Phật. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống, giới thứ nhất. Giới thứ hai là tìm kiếm cái chân tánh. Như vậy thường thường thế gian mất đi phải tìm lại, còn cái chân tánh nó ở đâu mà nó mất từ hồi nào mà bây giờ Đức Thầy chúng ta kêu mình phải tìm lại cái chân tánh. Trong câu hỏi này nó có hai vế: một là bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống, hai là tìm kiếm cái chân tánh. Xin nhờ đệ tư phương giải thích dùm cho tất cả đồng đạo nghe chung. Xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay văn dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, và được chị Sáu Lan ở Vĩnh Chinh á, là ở số 2 á, cô bác anh em chị đồng đạo, và được đồng đạo mới nêu lên trong cái đoạn giảng. Mà trong đoạn giảng này là văn tản thôi, mà trong văn tản đó thì Đức Thầy viết trong cái bài tu thân sự kỷ. Mà bài tu thân sử kỷ đó là nó có đóng ngoặc kép, tất nhiên là do nơi thánh thủ thánh bút của Đức Thầy đặt tựa. Trong 16 tác phẩm của Đức Thầy đó, là Đức Thầy coi như là được đặt tựa trong cái 16 tác phẩm, trong đó có cái bài tu thân sử kỷ. Còn kỳ dư ra là trong đó là toàn bộ sấm thi giáo lý cũng như là thi văn đó, là do nơi ban tu thư ban quần pháp nương vào trong nội dung đó mà đặt tựa. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong cái đoạn này, là trong cái đoạn văn tản của Đức Thầy mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là trong cái phần mà cái người tu chúng ta đó là vô đầu ở trong cái đoạn này, cô bác anh em chị đồng đạo. Thì đồng đạo mới nêu lên hổ qua coi như là hai cái ý chính. Một á, là tìm kiếm cái chân tánh của mình, và điều thứ hai đó là bổn phận của con người phải làm gì trong kiếp sống. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, đây là hai cái ý chính. Vậy thì trong cái đoạn này đồng đạo hỏi lên hai cái ý chính để cho chúng tôi tìm hiểu, và tất cả cô bác anh chị em để mà nghiên cứu qua giáo lý của Đức Thầy, cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì Đức Thầy bảo cho chúng ta biết là trong cái việc mà chúng ta lễ bái, là hàng ngày chúng ta lễ bái như vậy, tất nhiên là cái cúng nguyện của Đức Thầy. Mà cúng nguyện của Đức Thầy thì bảo cho chúng ta cứ như là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì cũng được tòa chương giữa kế, là Đức Thầy bảo vậy, phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai, là Đức Thầy bảo cho chúng ta cúng lại. Rồi có chỗ khác Đức Thầy lại bảo là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Vậy thì bây giờ có chỗ Đức Thầy nói vậy, có chỗ Đức Thầy lại nói khác, và có chỗ này Đức Thầy lại bảo cho lại khác nữa, là sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành có Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên biết bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm cái chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Vậy thì hàng ngày người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta sáng cúng chiều cúng, có người khuya cúng nữa, có người cúng trưa nữa. Vậy đó mà Đức Thầy cho chúng ta biết là sự cái lễ bái nè là không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Đã là mình cúng miệt mài như vậy đó, mà Đức Thầy lại cho biết là sự cúng lại đó tất nhiên là chưa đủ tỏ ra
là người tín đồ chân thành. Tại sao vậy cô bác anh em trong đạo? Là bởi vì cái sự cúng lại của chúng ta đó, là đây là cái phương tiện, và đồng thời Đức Thầy chỗ khác cho chúng ta biết sự cúng lại là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Có đúng vậy không? Tất nhiên là đây là phụ thuộc, là món trợ đạo để cho chúng ta nhớ hàng ngày mà làm. Vậy thì bây giờ trong cái hàng ngày chúng ta cúng nguyện đó làm sao? Trong khi chúng ta nguyện Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, đúng không? Nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, đây là mình nguyện. Rồi bây giờ chúng ta cần phải làm, thấy không? Chứ nếu như chúng ta hàng ngày mà cúng lại, cứ việc cúng lại hai thời ba thời bốn thời mà bổn phận của mình không làm rồi đó cô bác anh em chứ đồng đạo, thì cái này trong khi đó là chưa có xứng đáng người tín đồ Phật giáo hòa học. Tại sao vậy? Vì vậy cho nên cái cúng lại của mình chẳng khác nào giống như là cái ông quan vậy đó, là dâng cái chát lệnh của cái ông vua. Ông vua di hành ban xuống cái chát lệnh là cái ông quan phải nhận cái chát lệnh này để mà di hành và làm theo cái như là cái chát của ông vua, đúng vậy không? Vậy đó mà ông vua trong khi đó coi như là ban xuống coi như là cái chát lệnh, rồi bữa nào coi như là cũng đứng đó cũng quay lại đọc cho ông vua nghe. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, ông vua ra lệnh vậy, tất nhiên là trong khi đó phải làm vậy đó, mà quay lại đọc cho ông vua nghe không à? Vậy vậy sao? Ngày nào cũng đọc cho ông vua nghe chân. Ông vua nói ta ra chát lệnh, bây giờ coi như là tất cả các quan đại thần phải đi làm. Không chịu làm gì chân trậu, mà trong khi đọc lại cho ông vua nghe, bữa nào cũng đọc cho ông vua nghe chân gì đó cô bác anh em trong đạo. Thì hằng ngày mình cúng lại nó, mình đọc lại cho ông Phật ông nghe chứ có gì đâu. Thì hằng ngày cúng lại sáng chiều đó là chúng ta cúng, đó là đọc lại cho ông Phật nghe vậy thôi. Rồi ông Phật ông bảo cho mình đi làm, chứ đâu phải là bảo đọc lại cho ông Phật ông nghe, phải không? Vì vậy cho nên nếu người mà tu chúng ta đó hen, dù người có ra công tu luyện mỗi ngày lo cúng lại ba thời mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác thường làm cho thân thuộc phân ly tớ bất trung con lỗi đạo người bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Vì vậy cho nên là cái bổn phận của mình là cái bổn phận gì? Cái bổn phận mình tất nhiên là phải lo cho bao nhiêu người khác. Bổn phận mình đối với mình, bổn phận mình đối với nhân loại, bổn phận mình đối với cha mẹ, và bổn phận mình đối với trời Phật, không? Đây là bổn phận nè. Vậy đó mà trong khi đó bổn phận mình không làm mà mình lại coi như là trong khi đó nó nói thôi giờ tôi mất công chuyện, tôi mất cúng lại ha, không chịu làm gì trơn, cha mẹ mình nằm bệnh viện mà không chịu lo, bây giờ tôi mất cúng lại ha, phải không? Thì cái chỗ này đâu có được. Vì vậy cho nên bổn phận mình đối với mình, bổn phận mình đối với nhân loại, bổn phận mình đối với chúng sanh, và bổn phận mình đối với trời Phật, thì bây giờ chúng ta có những trách nhiệm bổn phận đó là chúng ta phải làm. Vì vậy cho nên qua câu này Đức Thầy mới nói sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ đủ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên biết bổn phận con người phải làm gì trong kiếp sống. Vì bây giờ là bổn phận con người chúng ta coi như là có tứ ân mang trọng: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đó là lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, chừng lập đời không thẹn tâm thân, thấy không? Đó là bổn phận của mình, thấy không? Mà chúng ta không làm trách nhiệm của mình, không làm cái bổn phận của mình mà cứ lo tụng kinh gõ mõ không, thấy không? Cứ lo cúng lại không, thì bây giờ làm sao coi như là được Phật độ mình được, phải không? Cho nên Phật là tả độ khổ sông qua Tây, cứu thế qua Đông, độ đời. Chứ đâu phải ngồi nơi một chỗ giữa chùa chiền chuông mổ kệ cơ, không làm cho kẻ nào nhờ tu hành như thế bao giờ cho nên, đúng không? Vì vậy cho nên bây giờ trong cái chỗ này là chúng ta phải biết bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống. Mà bổn phận của mình là coi như là cái vai gánh nặng, tất nhiên là trong đó coi như là tứ ân của bác anh em trong đạo.
Mà nếu như tứ anh chúng ta làm xong bổn phận rồi thì là chúng ta coi như là được hoàn thành, trong khi đó là chúng ta coi như là mới coi như là chọn được cái trách nhiệm của mình. Cô bác anh em dừng đạo phải không? Cho nên Đức Thầy nói nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn. Hoặc giả là một câu quân lý tứ ân, ta đừng pha lạc phong thần bản ghi. Cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là Đức Thầy mới nhắc nhở là người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta, nếu như điều kiện vừa cúng lại là nhắc nhở cho chúng ta nhớ trách nhiệm và bổn phận của mình để làm. Mà nếu như chúng ta không làm bổn phận mà chúng ta cứ lo cúng lại không mà, thì bây giờ cái chỗ này coi như là chưa có phù hợp với cái câu giảng và cái đoạn văn tản của Đức Thầy như chị sao nữa. Rồi bây giờ cái bổn phận đó xong rồi, bây giờ chúng ta coi như là tiến thêm một bước nữa. Bổn phận rồi vì sao mới hỏi bây giờ cái chân tánh đó là cái gì mà chúng ta cần phải tìm. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, cái chân tánh tất nhiên là Phật tánh. Chân tánh cũng gọi là cái tánh chân như, chân tánh cũng gọi là cái tánh như như, mà chân tánh cũng gọi là cái thiện tánh của mình. Vì vậy cho nên tìm cái chân tánh tất nhiên là tìm lại cái tâm của mình chứ không có gì lạ. Vì vậy cho nên khi đó là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập, tương diễn cậu bất giáo, tánh đại thiên. Là người mới sanh tánh vốn lành, vì lớn lên tập nhiễm chung quanh của mình cho nên cái tánh thiện mình phải bị dời đổ đi. Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm lại. Còn Đức Lão Tử đó, Ngài bảo cho chúng ta biết ai tai nhân hữu kê phiển xả nhi tắc chi cầu chi, hữu phóng tâm nhi bất chi cầu. Có nghĩa là thương thay cho người đời, người ta mất cái con chó thôi, phải không? Con gà thôi, thế mà người ta còn phải đi kiếm, tìm kiếm đau đệ. Mà huống hồ chi con người chúng ta cái chân tánh rất là quý giá mà nó đã đánh mất mà chúng ta không chịu đi tìm kiếm. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta hãy tìm kiếm cái chân tánh của mình. Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ coi như là cái chân tánh của mình tìm kiếm ở đâu? Thôi nói cho mau đi. Cô bác anh em trường đạo, Đức Thầy mới bảo chúng ta tìm kiếm cái chân tánh đó là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm, đúng không? Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm. Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm, là không kiếm đâu xa hết mà kiếm nơi tâm của mình. Cho nên coi như là tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, mà phải tầm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ, đó là cái chân tánh của mình. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ sẽ không làm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp ba tánh khá suy chu đáo, chủ được tâm cho đạo sống khai, đạo khai rồi cùng Phật đồng giai, hoàn toàn vượt cao ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hai cõi niết bàn chính là cõi của tâm di diệu. Tất nhiên là chúng ta phải tìm cái tâm của mình. Vậy thì bây giờ ở nơi đây Đức Thầy bảo chúng ta coi như là phải tìm kiếm cái chân tánh của mình. Mà tìm kiếm cái chân tánh của mình tất nhiên là tìm lại cái tâm của mình. Thế lúc này thế giới bi ai rồi? Chẳng nói vắng dài, Phật nổ tức tâm. Tất nhiên là ở nơi tâm của mình mà chúng ta phải ráng tìm kiếm, cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta quay trở lại và tìm kiếm được cái chân tánh của mình, là người đó được gần với cái đạo. Và người đó tất nhiên là chúng ta sẽ được coi như là tương lai đắc đạo, cô bác anh em trường đạo. Còn nếu như chúng ta bỏ cái chân tánh của mình mà cứ đi tìm ở đâu, tìm coi như là tất cả các kinh sách trên giấy thì hoàn toàn không có, cô bác anh em chị đồng đạo. Thưa chị quý vị, nhìn tai không chịu ngó chăng, lại đem ý trách cho rằng tối đen, đọ trần bởi quen theo lối tục, siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Đừng màng chúng gọi khùng điên, hoài đầu tất quả Phật tiên đắc thành. Tuy phải dụng thiên kinh giảng pháp vì muốn cho phù hợp tánh căn, nhưng chung quy có thể nói rằng cũng đồng nghĩa bước ngược đàn trần duyên, là chúng ta trở lại với coi như là cái chân tánh của mình. Mà nếu như chúng ta không chịu trở lại với chân tánh của mình thì bây giờ chúng ta tu đó tất nhiên là còn chạy theo cái hình tướng, không trở về tâm. Mà khi chúng ta trở về tâm rồi tất nhiên là chúng ta sẽ thấy coi như được an nhiên tự tại, rằng nước vốn nguồn sâu ban bộ, đạo do tâm mà có danh ngôn, thấy tâm thấy Phật thấy tôn, bỏ tâm tìm Phật
luống công tu hành cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ tìm kiếm cái chân tánh của mình, tất nhiên là tìm lại coi như là cái tánh Như Lai của mình, tìm lại cái tánh Phật của mình mà Đức Thầy cho chúng ta biết, đó là bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cho nên chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên mới quay lộn trong cái cõi ta bà này, coi như là phải chịu khổ cô bác anh em trong đạo. Rồi bây giờ coi như là chúng ta đã biết giác ngộ, đã biết tu rồi, thì bây giờ chúng ta phải tìm lại cái chân tánh của mình để cho chúng ta thực hiện làm sao để mà coi như là hoàn bị, và chúng ta coi như là mới được coi như là khải ngộ của bác anh em trường đạo. Thôi thì chương trình Dạy Đắc Nghi Vấn chúng tôi cũng gọn gọn ý chính thôi ha, và trong khi đó coi như là chúng tôi cũng xin trả lại ý kiến toàn thể với cô bác anh chị em và chị quý vị dân chủ, và đề tài vừa qua chúng tôi trình bày như vậy, mà quý vị coi như là nếu có thắc mắc gì thêm thì chúng tôi cũng trình bày thêm, nếu không có gì coi như là cần bạn thêm thì chúng tôi cũng xin phép cho thông qua cái tiêu đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, vừa qua thì chị Sáu chị có hỏi qua những cái chủ đề, nhưng mà chị là dẫn chủ cái tiêu đề vừa qua đó, có vừa bụng chị thấy thỏa ý chưa? Chị nếu mà chưa thì bước lên đây chị giải tiếp. Bước lên đây. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể chư vị kính mến, thì vừa qua đệ tư Phương đã trình bày theo cái nghiên cứu và sự hiểu biết của mình, tôi rất là thỏa mãn, xin chân thành cảm ơn đệ rất là nhiều. Quý vị ủng hộ đệ Phương chẳng có tay và xin cảm ơn. Vậy là thông qua qua cái đề này qua thì xin kế tiếp là cái đề tài thứ hai, là do cái anh chủ nhà, người thân trong gia đình, anh hai đó bước đến đây để hỏi qua đôi điều. Xin trân trọng giới thiệu chú quý vị, đây là người thân trong gia đình muốn thắc mắc hỏi trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo như thế nào. Bữa nay anh hiện tượng đứng trước cái diễn đàn, quý vị cho anh chàng pháo tay dõng mảnh không quý vị. Hôm nay là ngày cúng cơm của cha tôi, em tôi có mời đồng đạo về đây cầu nguyện. Tôi cũng có đôi điều hỏi anh Tư, nhờ anh Tư giải thích dùm. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo được gì và có lợi như thế nào, nhờ anh Tư phân tích dùm cho bà con anh em hiểu. Chứ tôi là người ngoài đời tôi cũng chưa hiểu, thành thử là tôi nhờ anh Tư giải thích dùm. Xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Đồng đạo không có hỏi câu giảng, nhưng mà hỏi qua cái ý thôi, là chúng ta tu theo Phật giáo Hòa Hảo có được ích lợi gì vậy thôi. Cô bác anh em chung đạo, phải không? Mà bây giờ ví dụ như cái người đi buôn đó, thì bây giờ cũng phải hiểu được cái cách thức đi buôn của mình có lợi ích đó, mình mới đi buôn. Người làm ruộng, làm sầu riêng cũng vậy, tất nhiên là chúng ta thấy ích lợi của việc làm sầu riêng, phải không? Thì chúng ta mới làm. Rồi bây giờ chúng ta nếu như quy y theo Phật giáo Hòa Hảo có ích lợi gì thì bây giờ chúng ta mới quy y, phải không? Đó. Vậy thì bây giờ đồng đạo hỏi qua cái nội dung như trên đó, chúng tôi cũng xin trình bày cùng tất cả chứ quý vị đó. Thì hiện tại giờ đồng đạo của chúng ta đó là quy y theo Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà khi chúng ta coi như là quy y theo Phật giáo Hòa Hảo vậy, chứ bây giờ người ta hỏi vậy chứ cái tông chỉ Phật giáo Hòa Hảo ra sao, trong khi đó mình không tìm hiểu. Thì nói bây giờ không biết ông ba bà bảy gì á, ổng cũng tu trước sau đó, rồi bây giờ tôi cũng bắt chước tu theo. Ổng đi đám làm từng, ổng rủ tôi cũng bắt chước tôi đi theo. Không. Rồi bữa nọ ổng nói bây giờ có chương trình niệm Phật, ổng rủ đi tôi cũng bắt chước tôi đi theo. Hỏi vậy chứ bây giờ coi như là cái tông chỉ Phật giáo Hòa Hảo ra sao tôi không biết ra làm sao nữa. Không. Vậy thì bây giờ thạo tu chớ có tu mù. Tu mù bị lạc, bị ru sai đường. Cô bác anh em trong đạo, cho nên chúng ta tu cần phải sáng suốt, không? Rồi bây giờ cái tông chỉ Phật giáo Hòa Hảo là cái tông chỉ là học Phật tu nhân, là chúng ta đang tu tập đây. Thì bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đang tu tập đây theo cái tông chỉ Phật giáo Hòa Hảo, là đồng đạo hỏi vậy cháu có ích lợi gì? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo,
là bây giờ đầu tiên, nếu như chúng ta bước chân vào trong cửa đạo tu theo Phật giáo Hòa Hảo, là chúng ta được ích lợi trong gia đình của mình trước. Ích lợi trong gia đình của mình trước đó là sao? Nếu như chúng ta tu thì tu cầu gia đạo vuông tròn, đúng không? Chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Nếu như chúng ta tu rồi, tất nhiên trong gia đình của mình coi như là thực hòa, được yên ấm, được hạnh phúc. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, thấy không? Thì trước mắt tất nhiên là bây giờ hiện tại là trong khi đó trong gia đình chúng ta tu được, được ấm êm, được hạnh phúc trong gia đình của mình rồi, thấy không? Rồi nếu như chúng ta coi như là tu theo Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy đưa ra 8 điều đang cấm. Nổi cái điều thứ nhất thôi, không? Mà nếu như chúng ta hành trì qua điều thứ nhất là chẳng nên uống rượu cờ bạc áo khuyển chơi bời theo đàn điếm. Nào nhiêu đó là chúng ta được làm giàu đầu vậy. Cô bác anh em trong đạo, ở đây là muốn nói trong hiện tại thôi. Cái ích lợi trong hiện tại là vậy. Tất nhiên là người tu chúng ta coi như là có ích lợi rất là đặc biệt, là tu theo tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo, là được hạnh phúc, là được ấm im. Và con người chúng ta tu theo giáo lý Đức Thầy mang lại cho chúng ta coi như là cái sự đầm ấm từ trong gia đình của mình cho đến thông lên xã hội. Nếu trong gia đình của mình thì từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Chính vì trong cái chỗ Đức Thầy dạy vậy mà ích lợi dạy đó cho nên chúng ta tu theo. Rồi bây giờ tu theo Phật giáo Hòa Hảo, trong khi đó chúng ta có ích lợi giữa bản thân của mình rồi, còn coi như là trong khi đó chúng ta còn vừa tu mà lại vừa báo hiếu gia đình của mình nữa, có bác anh em chị đồng đạo, phải không? Cho cha mẹ nữa. Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó hen, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn o ghé, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Có phải là ích lợi của người tu theo Phật giáo Hòa Hảo không? Vừa tu coi như là vừa coi như là báo hiếu cha mẹ, ăn ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng chọn thú hùm sẽ thay. Thì từ bản thân mình được ích lợi tu theo Phật giáo Hòa Hảo, được ích lợi bản thân của mình, và được coi như là báo hiếu cho cha mẹ. Giờ bây giờ còn sớm quyền của mình nữa, cô bác anh em trường đạo, phải không? Vừa sớm quyền của mình coi như là khi mình tu được rồi đấy hen, là sớm quyền mình thông lên xã hội của mình, ai cũng được hưởng nhờ hết, phải không? Thưa cô bác anh em trường đạo, vì vậy cho nên ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, tất nhiên là chúng ta thông lên sớm trầm. Mà khi chúng ta có tu rồi thì bây giờ trong khi đó là hỗ trợ gì thì bây giờ chúng ta coi như là cũng giúp đỡ cho người ta hết, cô bác anh em trường đạo. Rồi bây giờ là chẳng những coi như là xóm chòm của mình, trên trăm cái nhà, dưới trăm cái nhà, ai tu theo Phật giáo Hòa Hảo rồi thì trong khi đó là quý vị được biết đó hen, là trong khi đó thiên thượng tất nhiên là ông trời thượng là trên, mà thiên là trời là ông trời trên. Ông trời trên nếu mà trong khi đó chúng ta tu theo Phật giáo Hòa Hảo rồi, bây giờ cái người tu theo Phật giáo Hòa Hảo là cái người nào mà cũng hiền lương đức hạnh hết, làm từ thiện, làm xã hội, bất cứ việc gì thì bây giờ chúng ta cũng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, ích lợi như vậy tất nhiên là trong khi đó là thiên hạ ta khen. Không tin hỏi thiên hạ coi, đúng không? Thiên hạ tất nhiên là ở đây là người sống trên, người sống dưới, mà cái người tu chúng ta rồi quý vị mình được biết thiên hạ ai cũng khen hết, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong khi đó là ở đây chúng tôi muốn nói vợ nãy giờ là tu theo Phật giáo Hòa Hảo là ích lợi. Ích lợi trong khi đó là ích lợi trong hiện tại thôi. Tất nhiên là con người trở lại là được đường hoàng, được tứ tế, được cái như là tốt đẹp người nữ. Thì bây giờ có tam tùng tứ đức. Người nam thì phải có tam can ngũ thường. Tất nhiên là trong khi đó chúng ta giữ gìn được cái điều đó, ai cũng được tốt đẹp hết, cô bác anh em trần đạo. Chẳng những vậy mà sau khi người tu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được ích lợi ở tương lai nữa kìa. Ích lợi ở tương lai là trong khi đó chúng ta tu theo giáo lý của Đức Thầy rồi, thì bây giờ trong khi đó chúng ta vừa làm phước, vừa niệm Phật, vừa làm lành, vừa bố thí, vừa ăn chay, vừa giữ giới. Nếu như chúng ta làm được điều kiện như trên thì ai mà tu theo pháp môn tịnh độ của Đức Thầy, ích lợi là cuối cùng mãn kiếp hồng trần.
sanh lạc vất, hưởng công niệm Phật rất an lành. Còn người nào mà không đủ điều kiện được vãng sanh về thế giới cực lạc thì Đức Thầy cho chúng ta biết chúng ta chỉ cần hiền đức thôi, thì bây giờ sau này chúng ta được sống được đời thượng quan thánh đức. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết lập rồi cái hậu long hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều được đau. Nói tóm lại, chương trình nghe vấn cho nên không dám coi như là nói rộng hơn, mà chỉ nói gọn tất nhiên là người tu theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ích lợi trong hiện tại là bản thân của mình được ích lợi. Được ích lợi coi như là cho cha mẹ của mình, cho xóm chồng của mình, cho thôn lân của mình và cho xã hội của mình. Là người tu, là theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, là được ấm im, là được hạnh phúc của bác anh em trong đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói đời đạo liên quan, rạng chối ngời. Cho nên bây giờ trong khi đó coi như là được rất là tốt đẹp trong hiện tại. Còn trong tương lai, nếu như chúng ta đủ điều kiện là chúng ta coi như là được giảng sanh về thế giới cực lạc, tu theo pháp môn giáo lý của Đức Thầy. Còn nếu như chúng ta không được vãng sanh về thế giới cực lạc, thì nếu nếu đức không thành chánh quả thì cũng được đưa qua cõi thượng nguyên, sống an nhàn với tuổi muôn sinh, không hoạnh tử, không làm ác bệnh. Vậy thì bây giờ cái người tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là ích lợi như trên, mà được đồng đạo nêu lên, thì bây giờ chúng tôi xin đọc lại một đoạn của Đức Thầy giải cho chúng ta là nếu như chúng ta y cứ theo đây thì chúng ta được ích lợi như thế này. Ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cõi Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quá. Trên kẻ trí lấy công bình khoáng đoán, dưới vạn dân trăm họ được im lìm. Trẻ với già nhìn hai chữ từ khiên, không còn thấy loạn lưng nền căn kỷ. Đạo tâu chúa chặt nhìn câu chung thị, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì. Thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ gian phi sợ trá. Đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chỉ nghĩa tình sách đá. Mái bền gan trên non tiên văn vẳng, tiếng phụng hoàng Phật tiên thánh an bang cùng định quốc. Đời sức thánh tỏ bài câu tiêm tất, rắn tu hành kẻ mất giống hiền xưa. Những thói hư tật xấu phải găng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Đó là những điều Đức Thầy găng dạy cho chúng ta người tu theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta tu là chúng ta được kết quả như vậy đó cô bác anh em trong đạo. Thôi thì chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ấy, và xin trả lại cho vấn chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn những lời giải thích của anh Tư. Vì qua tại sao tôi hỏi câu hỏi này, tại vì tôi cũng đi uống nước chơi với bè bạn, người ta hỏi tôi chứ tu theo, thấy mấy ông tu theo Phật giáo Hòa Hảo không biết mấy ông tu được gì, tôi không biết được trả lời, tôi không biết được trả lời. Thành thử hôm nay có anh Tư đây, tôi nhờ anh Tư giải thích, rồi tôi có ghi âm lại, tôi có thu lại, mai mốt anh em nào hỏi thắc mắc thì tôi mở đỏ động nó ra, chứ tôi trả lời không được. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đến đây để nguyện cầu cho cha tôi. Xin tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa chú quý vị, ở đời mà nếu không có tu gặp nhau mỗi hai cái chuyện khó như vậy đó, hôm nay gỡ gối rồi. Thì kính thưa chú quý vị, vậy là đề tài này đã thông qua, và thứ đến là cháu Thông ở Long Xuyên, từ ở chánh vượt đường xa xuôi dịu dợi ngăn sông cách lộ, trời nắng oi bức là gần 100 mấy cây số, bữa nay xuống gặp chú Tư khỏi cho bằng được, không hỏi được là không về. Vậy kính mời cháu Thông. Trước khi cháu Thông ở Long Xuyên xuống để hỏi cho chú Tư 100 mấy cây số, cho cháu chào pháo tay quý vị. Giống em thật quá ha. Dạ đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính trình với gia chủ trong gia đình và chú Tư ở nơi đây và các vị đồng đạo. Thì con cũng xin hỏi chú là... Tư á, là một cái vấn đề về trong Bát Chánh Đạo. Thì trong phẩm Bát Chánh Đạo thì Đức Thầy có nhắc là phải tìm phương tự giác nhắm cảnh Niết Bàn tấn tới. Thì theo chú Tư á, là đã người tu rất là lâu năm rồi,
Nhưng mà vấn đề làm sao mà được có được cái tâm mà tự giác mạnh như vậy đến ngày hôm nay, thì nhờ chú Tư là chia sẻ để cho con cháu ở đây có được cái tâm tự giác mạnh như vậy để mình lo tu hành tấn tới trên con đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho chấn chỗ chàng pháo tay để cho quý vị. Đồng đạo mới hỏi là trong một cái đoạn văn tạng nữa, mà đoạn văn tạng này thì nằm trong cái một chánh tinh tấn, là phải tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành tất thành đạo quả. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, hỏi qua cái ý, hỏi qua cái ý tất nhiên là cái sự tu mình, cái tìm phương tự giác đó, mà sao mạnh được. Cô bác anh Nam trường đạo là cách nào để mà mình có một cái tinh thần, có một nghị lực để mạnh, để vượt qua những cái chướng ngại khó khăn để cho chúng ta tu hành cho đến ngày viên mãn vậy thôi. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý là tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới. Cô bác anh Nam trường đạo, thì bây giờ cái phương tự giác đó, thì bây giờ đó là cái thứ nhất là chúng ta coi lại những gương hạnh của các vị khi xưa, đó là cái gương hạnh của Thái tử Sĩ Đạt Ta, thấy không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí đó tầm ra đạo màu. Cô bác anh em trường đạo, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta khi xưa cũng là người, nhưng mà quyết tâm lánh bỏ tệ đời, đem thân sanh tử đổ nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, quyết lòng hành đạo xả thân diệt chi cũng không có màng tới. Cô bác anh em trong đạo, vì vậy cho nên bây giờ coi như là nếu như chúng ta coi như là muốn tinh tấn, thì bây giờ chúng ta phải nhắm những cái gương hạnh của các bậc đi trước. Thì bây giờ trong khi đó là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung không tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Tất nhiên là theo cái gương hạnh ấy. Cô bác anh em trường đạo, thì bây giờ hồi xưa là thí Sĩ Đạt Ta với khi Phật Thích Ca có khác, thì mặc dầu cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lào lào trong sáng già. Nhưng mà mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh. Vậy thì bây giờ cái thứ nhất, và nói với tương nhiên là đồng đạo mình đó, là tìm phương tự giác, tức là chúng ta câu lại những gương hạnh của người đi trước. Tất nhiên là hồi xưa coi như là tất cả các vị Phật, các vị tổ cũng trong hàng sanh chúng, ngài cũng tình, cũng cảm như ai vậy, thấy không? Thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí, nhờ hai nhân từ, thấy không? Thì bây giờ nếu như chúng ta nhắm như vậy, tất nhiên là chúng ta có một cái tinh thần tự giác mạnh ha. Rồi bây giờ điều kiện thứ hai nữa là tìm phương tự giác đó, là hằng ngày đó cô bác anh em chư đồng đạo, là chúng ta đừng để cho cái tâm của mình nó coi như là thất nghiệp. Nghe đồng đạo, đừng để cho nó thất nghiệp. Mà thất nghiệp đó là sao? Nếu mà đất để trống đó là cỏ mọc, còn mình bị thất nghiệp đó là rong chơi. Cô bác anh em dùng đạo, rong chơi tất nhiên là trong khi đó là chúng ta không có cái đạo pháp để kiềm hãm cho cái tư tưởng của mình. Cho nên bây giờ chúng ta phải coi như là có một cái tinh thần tự giác, là theo qua cái lối này nha, là muốn rộng tầm hiểu biết, kinh sách phải xem nhiều, đúng không? Là hàng ngày chúng ta coi như là coi kinh coi sách đi, tất nhiên là nó có một cái tinh thần tự giác giác ngộ cho chúng ta. Muốn đắc quả cao siêu, tịnh tâm là căn bản. Muốn bút thành người bạn, phải siêng viết đừng lười. Muốn đức hạnh tốt tươi, phải cần năng trao luyện. Gặp nhau muốn kể chuyện, thì phải học thuộc lào. Văn ngôn muốn thêm giàu, nên cầu thân tự điển. Niệm Phật muốn được tiếng, phải tìm hiểu nghĩa cho rành. Lửa phàm muốn hết sanh, vô tranh hay đệ nhất. Nẻo lưng hồi muốn dứt, phép vô ngã tối linh. Muốn vọng ý hết sinh, siêng mài gươm bát nhã. Muốn tu hành đắc quả, nên là phải thực hiện mấy điều. Siêng hành nghiệp chướng tiêu, thì có tên nơi cực lạc. Vậy thì bây giờ coi như là tìm hơn tự giác, tất nhiên là bây giờ chúng ta phải coi làm cho cái tâm của chúng ta đừng có bị thất nghiệp.
Và luôn luôn lúc nào coi như là chúng ta cần phải có ba điều kiện. Một là chúng ta cần phải nghiên cứu kinh sách, hai là phải công phu, ba là phải tịnh niệm của bác anh em trường đạo, thì bây giờ cái tinh thần tự giác chúng ta mới có. Còn nếu như chúng ta thiếu công phu là trong khi đó là tinh thần tự giác bị kém, thiếu nghiên cứu kinh sách là cái tâm mình bị thối đọa, mà thiếu niệm Phật là trong khi đó chúng ta coi như là bị cái mê trần bị nhiễm. Cho nên ba cái này phải cần có đủ. Vì vậy cho nên là phải đọc kinh sách cho nhiều, và phải công phu cúng lại, và phải hành trì qua pháp môn niệm Phật, thì bây giờ cái chỗ này mới có được coi như là cái chỗ tinh tấn. Vì vậy cho nên qua câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta là phải tìm phương tự giác, không? Nếu con người chúng ta được tìm phương tự giác, nếu con người chúng ta tự giác thường tâm được giác luôn, mà thận không đắc chí, nghịch không buồn, lòng như chăng sáng luôn luôn chiếu, dạ tợ nguồn trong mãi mãi tuôn, quệ chí phá tan đời hắc ám, mà trì tâm giải thoát kiếp đau thương, sống mình, sống kẻ, trong tình Phật đại độ chân tu chỉ một đường. Cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ tìm phương tự giác tức là phải hạ mình công phu. Thấy những người bỏ luống công phu, ta rất tiếc hơn châu ngọc mất. Được làm người, được theo đạo Phật, ấy là người hữu đức hữu duyên. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, đó là cái bổ nguyện của mình. Mà nếu như cái bổ nguyện của mình mà không thực hiện được, cô bác anh em trường đạo, mà chúng ta tu theo là xu thời, tu theo coi như là định hướng, tu theo coi như là trong cái chỗ vui, thì bây giờ trong thời gian chúng ta không có lập trường được. Vì vậy nếu mà chúng ta có được lập trường đó, thì bây giờ chúng ta coi như là luôn luôn lúc nào cũng phải đặt mình với một cái trách nhiệm thiêng liêng, là bây giờ chúng ta coi như là vừa tu học mà vừa có bổ nguyện để cứu độ chúng sanh. Cô bác anh em trường đạo, đó là theo cái mục chánh tinh tấn. Thì bây giờ chánh tinh tấn tất nhiên là con đường thẳng của mình, dầu thành hay bại cũng một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới, thấy không? Tất nhiên là cứ một đường đi tới quả, tất nhiên là trong khi đó mới thành công đắc quả. Thôi thì chúng tôi coi như là trình bày gọn gọn hen, bữa nào mình tâm tình trao đổi thêm qua như là những cái điều kiện mà trong khi đó coi như là đồng đạo chúng ta cần phải có những mục đích để cho chúng ta coi như là thành công trong cái việc tu học của mình, của bác anh em trường đạo. Còn ở nơi đây chương trình nghi vấn với coi như là cái đạo tràng và rộng rãi, cho nên chúng tôi coi như là cũng chỉ nói gọn gọn vậy thôi hen. Và đến đây chúng tôi xin tạm dừng và xin trả lại vấn chủ. Ý kiến quý vị nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cho quý vị, vừa qua thì cháu thông có hỏi chưa, nếu chưa lên cầm micro mình giải đáp tiếp để cho cô bác anh chị để hiểu thêm cái ý của mình. Nam mô A Di Đà Phật, con xin trình bày. Thì qua ý của chú Tư đó, thì con rất là vừa ý với mình. Thì mong rằng sau này về con gắng lo để mà giống như ba ý của chú Tư nói vậy. Con rất chân thành cảm ơn chú Tư. Nam mô A Di Đà Phật. 100 mấy cây số xuống đây tìm chú Tư hỏi ba câu này, về sau này đồng đạo này giáp nữa đi giống cái tướng của đệ tư này nè. Bây giờ vậy tới sau nó đi giống cái tướng đệ tư này nè. Cho anh chàng hối tay đi, hy vọng sau này. Vậy thì thông qua cái đề tài này vậy thì để tiếp tục cái chương trình là thêm một đề tài nữa, là đề tài thứ tư. Xin trân trọng giới thiệu anh ba ở Ngũ Hiệp. Anh ơi bữa nay anh me sao mà gặp, để bữa nay hỏi câu cho nó xứng đáng vài câu nữa, để cho anh tu anh giải thoát luôn một thời gian này cho nó gần chút. Vậy kính mời chú ý cho anh ba chàng pháo tay quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là có trước hết là xuống nhà của đồng đạo Việt, trước là tình qua chính quyền địa phương, sau là đồng đạo xa gần. Hôm nay là tôi có ý kiến lên hỏi chung đồng đạo là 4 câu như vậy.
thôi giờ để tóm tắt lại, tôi hỏi đi, giờ ông nói mấy câu bốn câu ha. Đức thầy nói 8 điều quan cấm, bây giờ nói chung đây ai cũng học hết năng, nhưng mà 8 điều quan cấm bây giờ là hỏi đệ bây giờ. Đệ một câu thứ nhất như thế nào, câu thứ nhì như thế nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là tôi cũng thuộc, nhưng mà bây giờ là mình nói tóm tắt vậy đi, rồi đệ giảng qua chứ hỏi bác chánh đạo nó dài lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị mình nắm ý anh ba anh hỏi cái gì không? Ý ông hỏi 8 điều răn cấm, và trong 8 điều răn cấm trong đó điều thứ nhất, điều thứ nhì, điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu, mà ông không có đọc lại nguyên văn. Dạ thì bây giờ trong 8 điều răn cấm người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta đó thì ai cũng thuộc hết rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ đồng đạo muốn gạn lại, gạn lại hỏi coi người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta tu mà có thực hiện 8 điều răn cấm chưa vậy hà? Cô bác anh em với đồng đạo phải không? Mới học đạo bước chân chưa vững nên phải cần nắm cứng lực nghi, nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước đạo nghị ra đo. Vậy thì bây giờ là cái chân lý của Đức Thầy ra đời dạy dỗ cho chúng ta là 8 điều răn cấm là người tu chúng ta coi như là phải thực hiện. Mà nếu như chúng ta không thực hiện 8 điều răn cấm rồi đó, tu mà giới lực không cầm, như cầu muốn bách không mầm sao nên, thấy không? Tất nhiên là bây giờ phải cần coi như là cái giới luật mới được. Nhưng thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, nói coi như là đồng đạo nêu lên đó là anh ba hỏi vậy chứ 8 điều răn cấm, nhưng mà ở đây coi như là nó thật cùng với quý vị hen là có 6 điều hà, có 6 điều răn cấm hà, chứ không phải 8 điều. Điều thứ nhất cấm nè, nghe anh ba nhớ kỹ nha. Điều thứ nhì cấm, điều thứ ba cấm, điều thứ tư cấm, điều thứ năm cấm, điều thứ sáu cấm, đúng không? Điều thứ bảy có cấm không? Có cấm không? Điều thứ bảy bảo chúng ta phải làm. Điều thứ tám làm chứ không có cấm nghe. Là ở đây là cái bài này gọi là cái lời khuyên bổn đạo, nhưng mà trong đó có những điều cấm, nên Đức Thầy cho chúng ta biết tất nhiên là trong đó là có 8 điều mục, mà 8 điều mục đó 6 điều cấm, còn 2 điều kia là bảo chúng ta phải làm. Thưa cô bác anh em trường đạo, ví dụ như bây giờ cái điều răn cấm thứ 8 tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức lẽ cấm. Vì sao? Chỗ này cấm là kể như thua luôn rồi, không, đâu có cấm được, phải không Tùng? Không có cấm, cô bác anh em trong đạo. Và lúc chảnh diệt thường coi kể giảng lẽ gì cấm, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây là 6 điều cấm, mà 2 điều sau cuối cùng là Đức Thầy bảo chúng ta phải làm, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi trong 8 điều đang cấm đó, rồi bây giờ đọc lại từng đoạn giảng đi, thưa cùng với anh ba đó. Giảng trong một điều thôi là điều thứ nhất rồi đó hen, là cũng tới trưa 12 giờ rồi đó, bác anh em dùng đạo, thấy không? Nhưng mà bây giờ chỉ nói ý thôi nha. Thưa cô bác anh em dùng đạo, chỉ nói ý thôi. Bây giờ trong 8 điều răn cấm đó đó, là trong đó là Đức Phật khi xưa dạy cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta bây giờ tu theo đó, thì bây giờ nó thuộc về là tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát à. Tam tụ tịnh giới của hàng Bồ Tát. Mà tam tụ tịnh giới đó là gì? Tất nhiên là một điều là cấm, một điều là làm, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ ví dụ như cái điều răn cấm thứ nhất, là điều răn cấm thứ nhất ta trở nên uống rượu cờ bạc áo khuyển chơi bời theo đàn điếm, cấm, thấy không? Nhưng mà hãy giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường, làm. Một cái cấm một cái làm chứ đâu phải cấm hết. Điều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng, cấm, không, nhưng mà phải cần kiểm soát sẵn lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, cái này là. Điều thứ ba ta chẳng nên ăn xài chân giỏ, trong khi đó là cái điều sau chúng ta cần phải làm. Thưa các bạn, trong 8 điều thứ 8, nếu
phải giữ đặng trọn lành, về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh. Vậy thì bây giờ nếu ai giữ đặng, tất nhiên là giữ được 8 điều đang cấm, chọn sáng thì về chọn ai giữ là được chọn lành. Điều đang cấm thứ ba ai giữ là được chọn lành. Điều đang cấm thứ tư ai giữ là được chọn lành. Là 4 điều đang cấm đó, ai giữ được là được trọn lành. Điều đăng cấm thứ 5 mê tỉnh. Điều đăng cấm thứ 6 mê tỉnh. Ai giữ được là được trọn sáng. Vậy thì bây giờ từ điều đăng cấm thứ nhất đến điều đăng cấm thứ 4, ai giữ được là được trọn lành. Điều đăng cấm thứ 5, điều đăng cấm thứ 6, ai giữ được là được trọn sáng. Cô bác anh em trong đạo, mà giữ được gì? Ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại của giấc chúng sanh. Thì nói tóm lại là giáo lý của Đức Thầy để lại cho chúng ta, Đức Thầy để lại cho chúng ta là 8 điều răn cấm. Mà ai mà giữ được 8 điều răn cấm thì người này tất nhiên là trong khi đó chúng ta sẽ được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ có ở bên kia đó là nhà thiền, có lần đó là hỏi qua coi như là tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Và trong đó có một cái cuộc đàm thoại nha. Và hỏi vậy chứ bây giờ cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo tại sao giữ có 8 điều răn cấm, rồi tu được thành Phật không? Cô bác anh em trong đạo, rồi ở bên kia đó nha, là bây giờ cái người mới bước vô tu là giữ ngũ giới, sau đó là thọ bát quan trai giới, sau đó là thọ sa di giới là 10 giới, rồi sau đó là thọ cụ túc giới chúng giới là 250 giới, nếu như người nữ là 348 giới, nếu như cái hàng Bồ Tát là 10 giới trọng, 48 giới khinh. Cô bác anh em trong đạo, giới nó nhiều như vậy, là tính như vậy, tất nhiên là nếu mà cái hàng mà của tỳ kheo thôi 250 giới. Cô bác anh em trong đạo, mà tại sao giáo lý Đức Thầy ra đời chỉ có 8 giới? Cô bác anh em trong đạo, nhưng có một lần nọ, kể quý vị nghe cái chuyện này để mà kết thúc nghe. Có một lần nọ Đức Thầy ở tại miền Đông, lúc bây giờ có những vị mà đi theo coi như là cùng với Đức Thầy, cô bác anh em với đồng đạo. Thì lúc bây giờ đó Đức Thầy á, là mới nói cho tất cả các vị đó biết, nói bây giờ tôi á, là một cái bài toán, rồi bây giờ tôi ra đáp số luôn. Bây giờ coi như là các ông chỉ cần nghiên cứu và làm sao đáp án cho trúng được vậy thôi. Đức Thầy mới viết 8 con số 8, rồi bắt đầu mới đưa cho coi như là trong đó khoảng cỡ chừng mười mấy người. Đức Thầy nói thôi bây giờ các ông cứ việc làm đi, cộng trừ nhân chia làm cách nào cũng được, xin miễn sao ra đáp số ngàn được rồi, thấy không? Cho nên Đức Thầy mới bước vô. Đức Thầy coi như là trong khi đó các ông đó, người thì lấy cây viết, người lấy phấn vẽ, người coi như là lấy cái này cái kia để mà làm đủ cách hết, nhưng mà làm gần coi như là nửa tiếng đồng hồ, cô bác anh em trong đạo, không ra được cái bài toán. Rồi Đức Thầy từ trong bước ra nói sao rồi, nãy giờ các ông coi như là làm xong bài toán đó chưa? Các ông đó hỏng ông nào làm xong hết. Đức Thầy nói thôi để tôi coi như là làm bài toán cho các ông thấy nha. Đức Thầy mới lấy 8 con số 8 đó, là Đức Thầy mới viết 5 con trong hàng đơn vị, kế đó là 2 con, kế đó là 1 con, là cái hàng đầu hết. Nên nó là 5 lần 8 40, viết con không nhớ là con 4, tới 2 con số 8, 2, 8, 16 cộng với 4 là 20, viết không nhớ 2 là 8, cái con số 8 sau nữa tất nhiên là cộng với 2 là đủ 1000. Rồi trong khi đó Đức Thầy nói đây là 8 con số 8 đó, là bây giờ tôi coi như là làm cái bài toán cho các ông thấy, là đây tất nhiên là ra 1000. Xong rồi Đức Thầy mới giải thích cho các ông đó nghe, tôi coi như là để lại cho tín đồ tôi 8 điều răn cấm, ai mà giữ được cho ngon lành thì đó ra 1000 giới. Cô bác anh em trong đạo, chứ không phải là ít đâu, 1000 giới coi như là của Đức Thầy đó, chứ không phải là ít. Vậy thì bây giờ trong 8 điều răn cấm, nếu ai mà giữ được cho cô bác anh em trong đạo là trọn lành trọn sáng, là về cõi Tây Phương liền, thấy không? Thưa cô bác anh em dùng đạo, thật là hết sức là màu nhiệm vô cùng. Thì Đức Thầy cũng bảo cho chúng ta biết lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm
thì đặng hưởng nhờ. Tất nhiên là bài toán đố của Đức Thầy đó, cô bác anh em trong đạo, tức là 8 điều đang cấm. Ai mà giữ được, tất nhiên là sau này chúng ta được thành công mỹ mãn. Thôi thì qua tiêu đề này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng. Và xin trả lại coi như là cho vấn chủ là anh Ba và tất cả quý cô bác, anh chị em và chư quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua này đề tài này. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chư quý vị, và kính thưa toàn thể quý cô bác, là nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thượng niên nơi gia đình của đồng đạo Việt, và tất cả cô bác anh chị em và cùng chư đồng đạo chúng ta đến đây hết sức là được đông đủ. Và chúng tôi cảm nhận coi như là có quý vị từ thành phố và cũng như Long Xuyên và coi như là tất cả các tỉnh Đồng Tháp mà được trở về đây, được đông đủ, được danh túc mãn đường như thế này đó, là coi như là một cái việc làm hết sức là quý báu và tráng lệ vô sâm. Và trong một việc làm này là có một việc làm cao cả đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đau lưng xây cật, chen vai thích cánh, gắn bó cùng nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vậy thì hôm nay coi như là trong cái đạo tràng Phật Pháp này, coi như là quý vị đến được đông đủ và góp phần cho coi như là đồng đạo Việt để mà hoàn thành được cái chuyển hiếu xuất thế gian của bác anh em trong đạo, thật là một điều hết sức là tráng lệ vô sâm. Thưa chư quý vị, thì giờ đây ban tổ chức cho biết, tất nhiên là trong cái thời gian coi như là nó đã mãn hạn rồi, thời giờ bất thái lai, thời giờ qua nó mất đi, cứ đi đi mãi không chờ chờ ai. Cho nên bây giờ chúng ta phải cần kiệm và tiết kiệm trong thời gian để mà chúng ta đừng có bỏ luống qua cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ trong cái chương trình trao đổi Phật Pháp hôm nay, tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý. Và trên tinh thần này chúng tôi nghĩ rằng trong cái buổi trao đổi Phật Pháp này, dầu ít dầu nhiều như thế nào, chương trình có nghe vào tâm hồn của tất cả chư quý vị là qua cái chương trình đạo pháp. Và cái người đi trước đạo mà phải nhờ đồng đạo khắp nơi điểm tô chân lý rạng ngời sáng danh hòa hảo đó nơi quý, để mà chúng ta thực hiện qua cái chương trình, để mà chúng ta đáp ơn tổ phép. Lần này chúng tôi một lần nữa và xin tán dương xin nhau để mà tinh tấn trên con đường hành đạo của mình. Là nó hơi nghịch ý thì quý vị mình cũng lấy tình từ bi thông cảm và quan hệ cho. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì trên tinh thần từ bi của Đức Phật đã dạy cho chúng ta coi như là hãy cố gắng nghe rồi, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta làm. Còn nếu như lời của Đức Thầy để lại đây, qua kinh Phật để lại và chúng tôi trao đổi cùng với quý vị mà để y thinh vậy, thì bây giờ cũng không bao giờ coi như thực hiện được. Cô bác anh em chị đồng đạo phải không? Kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, mà chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải cố gắng để mà thực thi và làm đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy, thì sau này là chúng ta có mới được gặp Thầy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Và muốn làm theo lời chỉ của Đức Thầy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải chịu đựng, phải dẻo dai và phải tu coi như là vượt qua những mọi thử thách gian nan, để chúng ta tiến đến cái chỗ niết bàn tịch tịnh. Đó là dù cho lằn lóc ráng kiên chinh, kiên chinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao phe cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Của bác anh em trong đạo. Và kính thưa chú quý vị, buổi trao đổi Phật Pháp hôm nay xin tạm dừng. Và hôm nay chúng tôi trao đổi giáo lý, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Nếu có điều chi gọi là phước duyên công đức, quý vị mình cùng như chúng tôi có nhân hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người qua dạng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tích đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân khỏe tâm an.
và trí huệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn và tinh tấn mãi cho đến ngày thành công.